Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục vinh danh dành cho hệ thống Tây Nguyên. Đầu tiên, chúng ta cùng vinh danh Tổng Đại lý xuất sắc nhất Tây Nguyên năm 2019. Chúng tôi xin được chúc mừng cho Đại lý Mai Lê đến từ Vũng Tàu với số tiền mà chị đã đạt được trong năm 2019 là 105 triệu đồng. Và chúng tôi cũng xin được mời tiến lên sân khấu chị Lưu Thị Thắm là giám đốc Havico Tây Nguyên tiến lên sân khấu để trao giải Tổng Đại lý xuất sắc nhất Tây Nguyên năm 2019 cho chị Mai Lê. Và thưa quý vị, cô Mai Lê đã đạt được số tiền thưởng là 105 triệu đồng.